tổng hợp những tên trộm ngu người nhất hành tinh khiến người xem cười sảng. Mở bát là một màn trò sân cực khét, đẩy cửa tiến thẳng vào quầy thu ngân đẩy oai phong, tay lăm lăm cây súng chuẩn bị uy hiếp ác khí. Ôi trời ơi, sao mày ngu thế hả? Rớt bà cái súng rồi. Tên trộm nhốn nháo kiểu chết chết rồi, sao mà ẩu thế không biết. Cố với lấy nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Tốt nhất là chơi bài chuồn, chạy tu cả quần sợ vãi cả đái. Đấy, đi ăn trộm ăn cướp, nghiệp nó đến nhanh lắm. Tiếp nối là một pha đi trộm có bài có bản. Đồng bọn là cùng nhau xông pha, người trông kẻ trèo, phối hợp rất chi là chuyên nghiệp. Xách ba cái quần banh luôn cái háng rồi. Đây chính xác là một màn tẩu thoát cồng kềnh nhất lịch sử, gây lác cực kỳ mạnh. Đường thẳng không tiến lại thích tiến đường vòng, sợ thật chứ. Ông Hoàng ăn trộm, chiến thần tốc độ là đây chứ đâu. Bị phát hiện một cái là bật công tắc gió liền. Nhưng xin lỗi, đời nó không như là mơ. Đôi khi vặn tay ga tới số nên phanh không có kịp. Buồn cười vãi nổi với tay trộm này thôi. Còn đây là cô gái chăm chú lựa hàng và cái kết thôi rồi lượm ơi. Chiến thần hôi của phát huy tác dụng, sử dụng kỹ năng thượng thừa giấu đồ không một động tác thừa. Nhưng rất tiếc, camera đã bắt chọn khoảnh khắc ối dồi ôi này rồi. Giờ thì đẹp mặt nha gái. Ông chú hì hục cậy cửa, hơi tới cản không kịp rồi, xông pha thẳng tiến. Ôi dồi ôi, gậy ông đập lưng ông là đây chứ đâu. Chưa trôm được cái gì hết, đã què mất cái giỏ. Tốt nhất là chuồn để bảo toàn tính mạng thôi. Thêm một chiến thần hôi của nữa đây. Có xe đạp rồi nhưng vẫn muốn lấy thêm cái nữa. Cật lực kéo vào, kéo ra, kéo tới, kéo lui. Mệt quá. Mệt, tôi mệt, nhưng mà tôi không được dừng lại. Mệt. Cày thế cũng biết, miếng ăn đến miệng rồi mà không lấy được, đành ngậm ngùi chuồn đi trong đau đớn. Tính ra cái xe đạp nó muốn rụng hết cả đi rồi mà anh vẫn trồm được, bó tay chấm com luôn đấy. Cây xăng bất ổn, rồi rồi, đã thấy một tên trộm mò ví trong xe. Lọt khe thành công, chuồn ngay vào luôn. Xin vĩnh biệt cô. Ây gu, đi trộm mà tâm lý hơi kém nhá. Phóng xe thôi mà tim đập chân run thế này là hỏng. Đây đúng là một pha tự hủy, ối giời ôi. Đang yên đang lành tự nhiên gặp biến kiểu. Mất cái túi rách rồi. Nhưng mà kèo này ngon à nha. Kèo đó được. Kèo đó được. Úi giời, đi trộm mà để quên não ở nhà là đây chứ đâu. Bắt được con tép thì mất bà nó con tôm. Giỏi lắm, ai mà đỡ được. Nhìn qua thì cứ tưởng không sao, nhưng nhìn gần mới thấy hết hồn hết vía. Rồi rồi, mới xong rồi. Một pha kết hợp đỉnh cao đến từ anh trai nội trợ. Không biết đầu đuôi câu chuyện nó ra làm sao, nhưng cứ phải xuất chiêu cái đã. Và tất nhiên không thể thiếu con người ngang ngược lì đòn, nặng nặng bảo không trôm, không có trôm cái gì đâu. Nhưng đến đoạn cởi quần thì... Ô là trời, giấu được chỗ đó luôn á hả? Nể thật sự. Mà các bạn biết ông lấy cái gì không? Ông lấy gói bột giặt đấy. Mê, không có thì nói tiếng người ta cho. Mắc gì làm cái quần què này, xấu hổ quá đi à. Phía trước mở rộng cứ thế mà phi xe thẳng tiến. Thế nhưng cánh cửa lại không hợp tác cho lắm. Thanh niên sốt vó gỡ gỡ đầy đẩy và rồi.
mẹ mày với tao. Thôi, buông đôi tay nhau ra, thế là chúng ta phải chia xa. Chập một tí nữa là bị chủ nhà phang cho không chừa phát nào rồi. Nhọ quá là nhọ. Khi tôi gặp khách hàng tỉ mỉ, mua cái điện thoại thôi mà xem 7749 thứ khác nhau. Thôi thì khách hàng là thượng đế nên cũng bấm bụng chiều. Anh đây dễ dãi chứ đâu có ngu. Anh là anh nhịn chú mày lâu lắm rồi đấy nhá. Đừng hòng mà qua mặt. Vừa mới trôm được mớ tiền, anh dài hớt hải chạy đi mà đâu có ngờ. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Của thiên trả địa. Anh có ngon anh quay lại nhặt đi. Sao mà dám, chủ tới tóm ngay bây giờ. Thế là phi vụ này coi như xuôi hỏng bỏng không rồi. Mang tiếng là dân trôm chuyên nghiệp, nhưng sự thật thì tâm lý lại rất yếu kiểu. Úp à, hết hồn hết vía. Thay bóng mình trong gương, thanh niên giật mình tẩu thoát ngay và luôn mà không cần bất cứ tác động gì. Chắc dân chơi mới nhú nên còn hơi bỡ ngỡ đó mà. Thế nào là gậy ông đập lưng ông? Chu chu chu. Xin chúc mừng anh đã quay phải vào ôm mắt lượt. Chưa lấy được cái gì đã mất thêm một đống tiền. Ôm cái đầu đi bệnh viện, nghĩ mà nó đen. Nhà em không thiếu thứ gì, chỉ mỗi cái bóng đèn thôi. Vậy nên xin phép được chôm nó nhá. kèo ngon sắp thành rồi. Nghiệp quá nha hai chị gái. Báo thế này coi chừng là mất luôn cái Tết đấy. Cơ mà mình có một phát hiện chấn động nữa này. Hai người trên là con gái với cả mẹ ruột đấy. Đúng là tình mẫu tử cao đẹp, hy sinh để cho mẹ chôm bóng đèn và cái Tết. Hu hu. Và chuyên mục cuối cùng chính là review nhẹ nhàng tình cảm. Túm cái quần lại thì sau khi cùng mình xem qua những cái tên trộm mà bỏ não ở nhà, những sự cố xấu hổ muốn độn thổ, với 1001 những khoảnh khắc hài hước muốn bể cả bụng, thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có cười thả ga là thoải mái hay chưa? Nếu mà chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!